Rồi, em Thắng xin kính chào cái bà con cô bác ha. Thì lần đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục làm một ít đồ nghề hàng bãi cho anh em mình xem có sản phẩm nào đó phù hợp với mình. Thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Còn số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Như thường lệ trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch ha. Mọi người chuyển khoản, em bao ship. Ship code thì mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Rồi, mã số đầu tiên trong clip này ha, em Thắng giới thiệu cho mọi người đó là một cái cặp cảo xe ha. Của Roadster ngàm của mình là ngàm 100. Về hình thức của mình thì cặp cảo này còn khá là đẹp ha. Roadster ngàm 100 này. Drop forget đúc khuôn da ben ha. Thì về trọng lượng thì con cáo này nó nặng được là 1,5 kg nha anh em. Hai con thì nó nặng 3 kg ha. Hai con nó nặng 3 kg ha. Cáo 100 cluster ha. Rồi, anh em nào thích cặp cáo này mọi người check em mã số là N1. Giá 550 nha anh em, 550 cho cặp cáo này ha. Nặng 3 kg ha. Cặp này nặng 3 kg nha anh em, N1 550. N2 một cây mở lưới cưa anh em của thương hiệu Somat ha. Đây, một cây mở lưới cưa của thương hiệu hãng Somat. Đây có đóng dập một chữ Japan nha anh em. Đây, bấm bẻ lưới cưa ha. Thì anh em nào thích cây bấm bẻ lưới cưa của Somat này mọi người cho giúp em mã số là N2. N2 ha, 160.000. N2 ha, 160.000. Tiếp theo N3. N3 cũng vậy nha anh em. Cái bẻ lưới cưa của thương hiệu Somat nữa ha. Màu xanh. Japan hết cho anh em, tất cả đều có chữ Japan hết ha. Đây, bấm chỉnh bẻ lưới cưa thương hiệu Somat. Rồi con này mã số là N3 ha. N3 160.000 ha. N3 160. Tiếp theo N4. Một cái kìm F-code nha anh em. Cái kìm F-code của thương hiệu hãng Izumi. Thì code của mình sẽ bấm được 4 đầu code như thế này ha. Đây. Nó khá là dài nha anh em. Về ngoại hình này. Vỏ đồ còn khá là đẹp. Ha, bấm nhả rồi rất là ngon ha. Cái này thì nó dài nha anh em. Cái này thì nó dài được là 30 sen ha, gần 30 sen này. Mã số là N4. Rồi N4 con này giá 200 ha. N4 200.000. N5. Một cây dúa gỗ anh em, cái này còn đẹp nữa ha. Shinto. Đây thì bên này là ren văn thưa này. Bên này là ren văn nhuyễn. Đó, hai mạch chuỗi nói chung là còn khá là mới ha. Anh em mình sờ vào rất là nhám. Ha. Sờ vào rất là nhám nha anh em. Rồi con này N5 giúp em ha. N5 một cây dũa gỗ Shinto giá 180. Đây. N5 ha, 180.000. N6. Cũng vậy nha anh em. Shinto luôn. Đó, hai con này nó giống nhau ha. Đây. Cán chữ được còn ngon lành hết nha anh em. Dài là 34 sen. Rồi, mã số con dũa gỗ này là N6 giúp em ha. N6 180.000 ha. N6 180. Theo N7. Cái này cũng vậy nha. Này thì hai văn nhuyễn nha anh em. Đó, hai văn nhuyễn hết ha. Còn rất là bán nha. Sờ vào rất là nhám nha anh em. Này là dúa anh em mình, dúa chú Nguyễn này. Này Shinto luôn nè anh em. Shinto ha. Văn dúa nó còn đẹp nha anh em. Đó, sờ vào rất là nhám nha. Rồi con này thì nó dài cũng là 34 sen luôn. N7 ha. 180 luôn ha. Đồng giá hết nha anh em, N7 180. N8, cái này nó cũ hơn. Là anh em về mình ngâm dầu cho nó ra cái phần vàng vàng này ha. Chứ còn văn dũa nó còn ngon lành nha anh em.
Đó, phần giữa rồi còn ngon lành. À, nêm về mình có thể mình ngâm cho nó ra cái phần phần vàng bên trong ha. Trong cái này thì nó cũ hơn so với cái kia, nhưng mà sử dụng cũng rất là ngon nha mọi người. Rồi cái này em để giá là 130.000. N8 ha. Mã số là N8 130. N9. Một cái bộ dây đai an toàn anh em. Của thương hiệu nội địa Nhật ha. Này thì nó có thêm một cái phần gọi là cái ốp như thế này ha, nên mình đeo vào thắt lưng ha. Đây, cái giảm sốc ha. Đó. Đây. Ha. Sẽ đeo vào đây này. Và bên này thì nó sẽ có một cái sợi dây rút là anh em mình để mình gắn cố định vào ha. Đó, khi mình rơi thì nó sẽ giật lại ha. Ha, đứng lại nè. Còn mình thường anh em mình kéo nhẹ nó sẽ dài tầm khoảng 1m2. Đó ha, thu về. Ha, tự động thu về này. Đó, và khi mình có sự cố thì nó sẽ giật lại liền ha. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái túi nó cho nên mình đựng đồ bên đây nữa ha. Đó, sợi dây này rất là ngon. Đó, có thêm cái sợi dây đai thắt lưng nữa ha. Chống giảm sốc. Rồi anh em thích cái bộ dây đai này mọi người cho giúp em mã số là N9 ha. N9 bộ này giá 450 nha anh em. Có thêm cái dây đai phụ kiện ha. Đó, N9 bộ này giá 450.000. N10. Cây mỏ đất răng bự của Tây Ban Nha cho anh em sưu tầm ha, thương hiệu là Super Ego ha, 18 inch. Đây. Spa in nha anh em, Spa in Tây Ban Nha nha. Môi ngàm nó còn rất đẹp anh em mình ha. Đang non đang nào ha. Đây. Trang cổ nó cũng mới toàn à, của Tây Ban Nha ha. Đó, Tây Ban Nha. Rồi, con này cái đồ mở ngàm của mình á, nó mở được là 9 sang nha anh em. Nó mở được là 9 cm ha, 18 inch là size 450 nha, rất là bự. Đây. Size 450 nha, rất là bự ha. Và con mới nữa, hàng của Tây Ban Nha ha, Spain. Anh em nào thích cây mỏ đất răng của Tây Ban Nha này mọi người cho giúp em mã số là N10. Rồi con này giá 450 giúp em ha. N10 450.000. N11. Một cây mỏ đất răng khác nhỏ hơn. Cái này thì của thương hiệu hãng Karachi ha. Karachi con này size của mình là 350 nha anh em. 350. Thì con này cái độ cái miệng của mình á, nó mở được là 7 cm ha, mở được là 7 cm. Đó. Ren cỏ nó còn đẹp nè. Ha. Rồi anh em thích cái cây này là bằng thép nha anh em, bằng thép cầm khá là đầm tay ha. N11 giúp em ha. N11 con mỏ đất răng này giá 208. N11 208. N12. Một cây cắt ống cái một cây cắt nẹp gì nè anh em, lưỡi rất là dài ha. Con này thì cái phần lưỡi của mình đo được nó dài tầm khoảng là 12 cm luôn á. 11 12 cm này. Thiết kế những cái góc như thế này ha. Góc như thế này. Đây. Cái rất là ngon ha. Nãy của MCC nha anh em, dòng này là ADC11 này, thiết kế những cái rãnh như thế ha. Đây, Made in Japan nha anh em. Đó, Made in Japan. Rồi, anh em nào thích cái dụng cụ cắt ống này mọi người mình chốt giúp em mã số là N12. N12 ha, con này giá 300. Ha, N12 300.000. N13. Có một cái bịch vít của Sunblast 2 chiếc. Đây hai chiếc. Còn rất là mới ha, dòng là dòng đóng và thiết kế đầu mũi như thế này ha. Đó, chặt chém như thế này ha. Đó, mới tinh luôn. Đây một cây ngắn cây dài, đầu của mình đóng nó lắm cái phần gì đó anh em, để lâu ngày thôi chứ đầu đóng nó còn đẹp. Rồi cây ngắn này thì nó dài được là 18.5 và cây dài này thì nó dài được là 27 ha. Cây dài 27 và cây ngắn là 18.5. Rồi con này thì được là 15 ly này. Con này là được 2 sen ha. 2 cm. Rồi anh em nào thích cái cặp vít này. Mọi người cho giúp em mã số là N13.
200.000 ha, N13 200. N14 thêm vào mấy cái búa. Tiên một cái búa đinh này của thương hiệu hãng Manum nha. Đây. Thương hiệu hãng Manum. Đây, Susa ha, hàng nội địa Nhật, cán bằng thép. Đào búa thì nó thiết kế kiểu sọc caro, đang chống trượt. Con này thì nó nặng được tổng trọng lượng là 650g ha. Tổng chiều dài 35.5cm. Rồi, anh em nào thích cái búa này mọi người cho giúp em N14. N14 180 ha. N15. Một cái búa của Vercel ha, hai đầu nhựa. Đầu nhựa đã có xài rồi nha anh em. Đầu nhựa đã có sự xài rồi. Vercel ha, búa số 1. Con này nó nặng được là 400g ha. Nặng được là 400g. Đa dài là 30cm. N15 ha. 130.000 ha. N15 130. N16. Một cái búa gò nha anh em. Của thương hiệu hãng Trusco. 1/4. Cái búa gỗ sỉ này thì nó dài nặng được là 220g ha. Đây, dài thì nó trong tầm khoảng là 40cm ha, hai găng tay. Thương hiệu hãng Trusco nha anh em. Đó, thương hiệu hãng Trusco. Rồi, anh em thích cái búa này mọi người cho giúp em N16 ha, 100.000. Búa gỗ sỉ hàng ha. N16 100. N17. Một cái sợi dây truyền động. Còn rất là đẹp ha. Sợi dây này nó dài được 60cm và anh em mình có thể mình uốn éo rồi rất nhiều kiểu ha. Đây, khi mà mình dùng máy bán vít mình xoay đâu nào thì cái đầu bên này nó sẽ xoay luôn. Thế nào anh em mình có thể mình bét ra trong những cái góc sâu hoặc là những trong góc khó đâu ha. Bét trong cạc rồi ha. Một cái sợi dây truyền động, sợi dây này thì nó sẽ làm theo những cái vòng xoắn ốc bằng thép và bên ngoài thì nó bọc lớp cao su anh em mình thấy ha. Đó, sợi dây này cũng rất là đẹp. Rồi. Còn hôm trước em về rất là nhiều luôn á thì hôm nay còn có một sợi ha. Còn có một hai sợi nha anh em. Đó, một hai sợi ha. Rồi em thanh lý luôn, giá 100.000 thanh lý nhanh luôn ha. N17. Hết luôn rồi anh em, còn có hai dây à, N17 100.000. Theo N18. Cái liềm anh em, liềm cái cỏ. Đây. Hàng bãi ha, rang cỏ đồ còn rất là đẹp nè. Đó nên ha, rang cỏ cũng đều đẹp này ha. Logo của hãng này. Ha, rang được cũng rất là bán. Cái này gần như chưa xài. Con này thì chiều dài tổng thể của mình đo được là 35cm. Về phần lưới thì mình đo được là 17. Ha, 17. Rồi anh em thích cái dụng cụ liềm này mọi người cho giúp em N18. Rồi cái liềm này giá 100.000 ha, N18. Tiếp theo N19. Có một cái cưa anh em, Sumat ha. Thân của mình là bằng hợp kim nhôm. Lưỡi là mình lưỡi bằng ha, lưỡi như thế này ha. Ha. Hình thức tổng thể ha. Của thương hiệu Sumat No 33 nha anh em. No 33. Rồi tổng chiều dài được là 21cm ha. 21cm. N19 giúp em ha. N19 cái cưa này giá 1. N19 80.000. N20. Cái cưa lá hẹ nè. Cái cưa lá hẹ này. Rồi con này lưỡi của mình là dài 21cm nha, cán gỗ. Lưỡi dài 21cm cán gỗ ha. Rồi N20 ha, 70.000. N20 70. N21. Con này cũng vậy ha. Lưỡi dài 21cm luôn nha anh em.
chi tiết phần rang, căn gỗ. Rồi con này tương tự ha, N21 70.000 ha. N21 70. N22 con dao ghép cành. Đây, cái văn của mình văn như thế này ha, lưỡi nguyên zin này em chưa có mài miết hết ha. Là nó có mọc chữ. Chiều dài lưỡi được là 11 sang ha. Chiều dài lưỡi được 11 sang. Còn sóng tầm khoảng 2 ly, 2 ly rưỡi ha. Rồi con dao ghép cành này. Mã số của mình là N22. N22 100.000. N22 ha, 100. N23. Một cây thước ke stainless steel ha, bằng thép nha anh em. Đó, hình ha. Stainless steel là thép không rỉ. Đây, dán hai mặt hai bên ha. Rồi, anh em nào thích cây thước ke này, mọi người cho giúp em N23. 100.000. N23 100. N24. Cái thước của Singoa ha. Cây 90 độ. Singoa stainless steel ha, thép không rỉ luôn. Năm sang thước vuông đẹp, khá là dày dặn ha. Rồi nếu thích cây thước ke này, mọi người cho giúp em mã số là N24 ha. Rồi N24 con thước ke này giá 120 ha. N24 120. N25 cây cờ lê đôi chuột anh em này, bằng hợp kim nhôm ha, của top cầm khá là nhẹ nhàng. Số của mình số thông dụng nữa, 17 và 19 nha. Sapen này của tiền hàng top này, tham mình hợp kim nhôm, đầu nó còn đẹp ha. Đó, ha, đầu nó còn khá là đẹp, đảo chiều, rồi dài tầm khoảng là 25 sen ha, dài tầm khoảng 25 sen. N25 180.000 ha. N25 180. N26 con này bằng thép ha, 17-19 của top luôn. À, nên mình thích dòng nào thì mình chớp dòng đó ha. Con này thì bằng thép hết, rang cỏ đồ còn rất là đẹp, mọi người đã thấy rồi ha. Đảo chiều. Rồi anh em thích cây cà lê đôi chuột 17-19 này, N26 ha. N26 180. N27. Con này là số của mình là số 10 và số 13 này, thương hiệu Super này ha. Made in Japan. Đó. 10 13 số nhỏ nha anh em. Đó. Thì anh em nào thích cái con 10 13 này, mọi người cho giúp em mã số là N27. 140 ha. N27 140. N28. Một cây các vải anh em. Đây còn rất là bán ha. Logo một chữ Nhật này. Chữ này là chữ thủ công. Đây. Về ngoại hình lưỡi nó còn rất là bán nha anh em. Hàng bãi em chưa có mài miết vệ sinh vậy đó, chung là còn đẹp. Đây, xem ha. Ha, đó, rất là bán. Đây, mình sẽ kiểm tra cái đầu mũi. Này, đi đầu mũi nó rất là ngọt nha, đây. Đó, này ha. Cát vết cát rất là ngọt. Đó. Đó, cát mỏng luôn này. Rất là bán nha anh em. Đó nè ha. Đây mình sẽ đi đường thẳng này. Đó. Thử thẳng ha. Rồi gặp lại nè. Ha, đi rất là ngọt nha anh em. Ha, đó, này anh em mình mua về xài trong gia đình là ok. Dài 25 sen ha. Rồi anh em thích cái vải này, mọi người cho giúp em N28. 200.
29, một cái khúc nối dài anh em. Cái này thì nó khá là dài nha, của thương hiệu Pro Auto ha, do hãng Seki nó sản xuất anh em. Đây này, SEK này, đầu của mình là 3/8, sử dụng khẩu 3/8 luôn ha. Đây, đầu đồ anh em thấy còn đẹp này. Và con này thì nó dài được là 25 cm nha, 25 cm. Con này giá 100 nha, nửa 29 nha anh em, 100 nửa 30. Con này thì nó ngắn hơn, là dài 15 cm của con KTC ha. Japan đầu đẹp nè, thiết kế kiểu góc bò 15 độ như thế này ha, dài 15 cm, nửa 30 ha, 80.000 anh em, 80.000 của KTC ha, nửa 30, 80 N31. Một cây mũi khoét thạch cao. Đó, cao cái củi cũng được. Đây anh em mình thấy nó có đến cái lưỡi này nè ha. Cái này nó còn rất là mới nha. Của thương hiệu hãng Kanzawa và đường kính khoét của mình là 120 mm ha. Đây, di chuyển ra ha. Đường kính khoét của mình là 120 mm. Rồi, anh em thích cây mũi khoét này, còn mới nha anh em, N31. Giá 100. Theo N32, có một cái vò nước thằng bãi, còn khá là đẹp ha, nước xi si, anh em thấy còn khá là ngon. À, nước xi, si, nước da đồ còn rất là đẹp nha anh em. KVK ha, thương hiệu KVK. Ren của mình là ren 21, ren thông dụng nha anh em. Gạt qua gạt lại này ha. Lấm vạn. Cái này thì ren 21. Chiều dài của mình được là 26 cm. Đó, nước xi đồ còn ngon lành ha. Rồi con này giá 350 nha anh em. 350. Cái vỏ hàng bãi rất là đẹp ha. Của hãng KVK và con này nó là mình đồng nha anh em. Đồng và nó mạ bên ngoài lớp chrome nickel anh em mình thấy sáng màu trắng ha. N32 350. 33. Một cây móc khóa treo. Đây ha. Bằng thép hết ha. Đó, rất là chắc chắn. Thân của mình đừng có kẹp vào được tầm khoảng 80 ly á, dài được là 10 cm. Rồi cái móc khóa treo này em để giá là 60.000. N33 ha. 60. 34. Con kìm Pro ha. Của thương hiệu hãng IBS ha. Hàng nội địa Nhật, là chữ Nhật này. BH200 là chiều dài của mình là 20 cm. Trên thiết kế này nó có cái nắp nhựa như thế này ha, để ví dụ như mình kẹp ống nước đồ này nọ này, nó không có bị cắn bị trài thì xước nhiều ha. Dài 20 cm. Rồi anh em thích cái kìm Pro này mọi người cho giúp em N34 ha. Rồi N34 con này giá 100.000. N34 100. 35. Cái dụng cụ xe đạp này nè, Japan này nè, Hojantun ha, CS2. Rồi về hình thức như thế ha, về tổng quan này, chiều dài phần này là tầm khoảng là 30-35 cm ha. Sự giải thích rồi nên mình xem này, đó là phần tổng quan. Rồi nên thích cái dụng cụ này mọi người cho giúp em N35. N35 200.000. N36. Một cây khóa trồng. Hai đầu của mình là đầu 8 và đầu 10 ha. Bên này thì 8 ly này, bên này thì 10 ly. Đó, rạc cũng rất là đẹp ha. Đó, rồi, anh em thích cây khóa 80 này N36. N36 100. Tiếp theo N37. Một cây khóa đảo chiều của vợ sale ha. Khóa đảo chiều của vợ sale đầu 6.35 ha. Đảo chiều.
635 đầu nhỏ ha. Con này thì nó dài được là 10 sen. N37 ha. N3780. N38. Một cái vít hai đầu của vợ sale nữa ha. Đầu này là đầu anh em mình gắn khẩu 1/4 6.35. Đồng gắn đầu vít 6.35 luôn ha. Đầu chiều. Rồi, vợ sale nha anh em. Vợ sale. Rồi anh em thích cái vít này, N38 ha. N38 100.000. N39. Một cây cần siết của thằng Tone mới tin anh em. 231 da ben. Siết 3/8 mới tin ha. Kính của mình là 9.5. Có lục đúng ngang qua đây ha. Tổng chiều dài mình đo được là 25 cm nha. 25 cm. Rồi anh em thích cây cần siết 3/8 này N39. 180.000. N40 một con cờ lê lực. Mở ốc 9 ly ha. Ha, cờ lê lực mở ốc 9 ly. Ngắn thôi. Ha, thay vì anh em mình mở ốc 9 thì ra. Ok, khóa cờ lê lực ha. 9 ly nó dài được là 16 cm nha anh em. Dạ được 16 sen. Rồi con cà lê lực này giá 150 ha. N40 150.000. N41. Một cái kìm móc quả anh em. Của Luster ha. Con này thì cái vỏ của mình nó bị cắn như này ha. Vỏ của mình nó bị cắn tét như này này. Nhưng mà xài cũng ok nha. Đó. UU4150 thương hiệu Lotte, hiệu Tôm Hùm, Made in Japan ha. Trang cỏ đồ còn ngon lành. Dài là 23 cm. Miệng của mình nó mở tầm khoảng là 40-50 vậy nè. Rồi con này 130 ha. N41 130.000. N42. Con này của thương hiệu Hãng Top ha. Thiết kế kiểu rang trận như này và có lò xo bạc này. Đây là cái phần chiều dài tổng quan phần vỏ. Vỏ màu đỏ. Đó, rang kìm thì người ta đã có xài rồi nhưng mà còn đẹp ha, còn tráng trẻo ha. Đó, thiết kế rang trượt chạy rất là ngon. Ngoại hình nước xi được còn khá là mới. Rồi cây kiềm quả này em để giá là 150.000 ha. N42 150.000. Của Top ha, ngoại hình còn khá là đẹp. N42 150. N43 thì cái này của thương hiệu Hãng Top nữa. Này thì dân đây kiểu dáng như thế này ha. Rang cỏ đồ còn ngon của Top. Size của mình là size 250 luôn. Còn mới đẹp ha. 150.000 luôn ha. Mã số là N43. N43 150. N44. Con này thì nó có vài cái vết chấm xí hàng này, anh em mình không thích thì về mình thêm mình vúa đi. Chứ còn rang cỏ đồ còn mới này. Ha. Rang cỏ đồ còn rất là đẹp. Này giao dịch nội địa Nhật ha, Black Spender, lò xo bạc, khá đẹp. Vỏ đồ còn ngon lành. Rồi, đó, thiết kế rang trượt luôn ha. Anh em thích cây kìm móc quả này là N44 ha. N44 150.000. N44 ha, 150. N45.
Làm thì em vào cho mọi người một đống cờ lê này. Đầu tiên con này đấy ha. Con này là cây mỡ ốc 12 ly. Cái này thì anh em thấy này, có thể mình gạt lên gạt xuống này. Và thiết kế cái bánh cóc này. Đó ha. Đó là 2. Đó. Trang góc trong đồ là mình dứt luôn. Đây của thương hiệu Hansen Tool nha anh em, Made in Japan. Đây, cái này thì nó cũng khá là dài nha. Chiều dài của mình đó mình đo được là 30 này. Chứ là 15 nó là dài được 45 cm nha anh em. 45 cm. Rồi anh em thích cây khóa này em để giá 130 nha. N45 ha, 130.000. 46. Một cây khóa KTC 14 17 ha, thép alloy steel. Giao dịch nội địa Nhật. Đó, 14 17 ha. Đó. Đây, còn đẹp nha anh em. Đó, còn đẹp. Rồi cây 14 17 này em để giá 80.000. N46 ha. N46 80. Theo. N47. Một con 17 19 ha, 17 19. À, còn đẹp anh em, nói chung là những cái này thì nó tróc xi nhẹ thôi chứ mà còn khá là đẹp. Con 17 19 của KTC thép alloy luôn. Rồi. Con 17 19 này thì giá 100.000 ha. N47. N47 ha, 100.000. Theo N48. Con 17 19 nữa. Ha. Con này thì có thương hiệu Amon ha. Amon giao dịch nội địa Nhật này. Ngoại hình này nói chung là còn đẹp. Thương hiệu thì của Amon ha. Rồi con hãng Amon này ha, có giao dịch nội địa Nhật này anh em. Con này em để giá 80. Trong cái hãng này thì nó không bằng KTC nhưng mà còn đẹp ha. Và khóa của Nhật. N48 ha. 80. N49. Cái này 14 17 ha, của thương hiệu Super này, Japan này. Giao dịch nội địa Nhật ha. Còn đẹp anh em ha. Rất đẹp. Rồi cái 14 17 này của Super ha. N49. 80.000. N49 ha, 80. N50. Con KTC 10-12. Đó, 10-12 ha. Và nên ha, còn đẹp nha anh em. Đó. Nước xì đồ còn ngon lành, còn đẹp. Rồi con 10-12 này giá 80.000 ha, của hãng KTC luôn nha anh em. N50. 80.000. N51. 14-17, 12-14. Ha. Thép alloy steel Japan. Đó, nó ha, còn đẹp này ha. Rồi, con 12-14 này N51 ha. 80.000. Còn đẹp hết nha anh em. Đó, nãy giờ là rất là nhiều khóa KTC rồi ha. N51 giá 80. N52. Con KTC 10-12 nữa. Rồi con 10-12 này giá 70 ha. Đó, 10-12 này con này giá 70.000 của KTC nha anh em. N52 70.000. N53. Đây một con KTC 12-14 nữa ha. KTC 12-14 thép alloy steel nữa. Đây, đầu đồ chung còn đẹp ha. N53 giúp em. 80.000 ha. N53 80. Theo N54. Con 17 19 ha, còn rất đẹp luôn, có sanke nha anh em. Này, 17 19 ha, còn là còn mới ha. Đó, trắng non đến là còn khá là đẹp. À, dày dạn nha anh em. Rồi anh em thích cái con sanke 17 19 này
N54 ha. N54 con này giá 100. N54 ha. 100.000. N55. Một con 14 17 ha. Thương hiệu hãng ABC. À, giao dịch nội địa Nhật này. Ha, Japan này. Ha. Rồi còn khá là đẹp nha anh em, kiểu màu vàng óng ánh ha. Màu vàng óng ánh, rang cỏ đồ còn rất là đẹp. Khá là mới ha. Rồi, cây 14 17 này N55 ha. 80.000. N55 ha, 80. Tiếp theo N56. Một con số 11 13 thép alloy steel ha, Japan này. Của thương hiệu hãng Petun, sản xuất nội địa Nhật. Mới toàn à. 11 và 13. Rồi anh em thích cái con 11 13 này mọi người cho giúp em. N50 ha. N56. Rồi N56 ha. 80. Tiếp theo N57. 57 thêm có một cây. Con của top nè. Số của mình là 11, 13, 12, 14 ha, 4 con. 4 số nha anh em, đều của top hết. Con bên nào là con 11, 13 nè. Con bên nào là 12, 14 ha. Ha. 11, 12, 13, 14 là hai con nha anh em. Đầu nó còn mới đẹp nè. Ha, đầu nó cũng mới đẹp rồi. Hai con top này. N57 160.000. Ha, N57. Hai cái khóa của top luôn ha. N57 160. N58. Một con Aigo ha. Aigo số 10 và số 10, số 11 và số 12. Aigo Japan này. Đầu thì nó hơi đen đen vậy thôi chứ còn khá là đẹp. Ha. Còn khá là đẹp ha. Rồi con này em để giá là 70.000 ha. Số 11 và số 12 của thương hiệu hãng Aigo. N58 70.000. N59. N59 thì có 3 cây mỡ ấm dầu này. Đầu tiên con này con số 11 và số 12 ha. 11 ly và 12 ly của thằng KTC. Đầu còn khá là ngon và đẹp ha. 11 và 12. Rồi. Con cờ lê này giá 100.000 ha. N59. N59 100. N60. Con này số 10 và số 7/16 ha. 10 và 7/16 ha. 7/16 thì nó tương ứng với lại hệ số mét của mình là 11 ly anh em, 11 ly á ha. Đó, 10 và 11. N61 ha. N60 chứ, N60 100. N60 61. Con này 10 và 7/16 luôn, hai con giống nhau ha, thông số giống nhau. Đó, đầu đẹp với nhau ha. Tiếp theo N61 thì mình qua mấy cái chìa khóa. Khóa này đây. Đấy. Một con 12 ly của thương hiệu hãng Supertun nha. Đây, thương hiệu Supertun. Đó. Thiết kế kiểu gạc gù ha và bánh cốc này. Cái này thì nó có bị tróc xi đây ha, tróc xi đây. Rồi anh em thích cái khóa 12 ly của Supertun ha. Có gạc gù và thiết kế kiểu bánh cốc. N61 giúp em ha. N61 80. N62. Cái khóa của thương hiệu hãng Aigo ha, 17 ly. Cái này anh em mình xài là ok nha. Đúc khung anh em, loại steel Japan nè. Đầu 17 ly này thì nó thiết kế cái giống như đầu khẩu nè, có thể gạt gù được nữa nè. Ha. Của thương hiệu hãng Aigo ha. Japan. Rồi con này N62 ha. N62 100.000. N63. Một con khóa của thương hiệu hãng Top.
hai con ha, hai con, một con 17 và một con 19 ha. Của top này bữa nay nó đều có dập chữ Japan này ha, là một cặp nha anh em, 17 và 19 đó. Ha, một con 17 ly và một con 19 ly. Đó, anh em thích cái cặp khóa của top này ha, 17 và 19 là người chơi giúp em N63 N63 ha. Cặp này giá 170 ha, N63 170.000, N63 170, N64 một con 15 ly còn khá là đẹp nè, nó còn tem luôn nè anh em. 15 ly thì nếu mà anh em mình sử dụng cho ốc hệ in thì là 19/32, cái số mét mình là 15 ly. Đó, nên thấy đầu miệng nó còn đẹp nè. Đây, bên trong rồi anh em thấy không, tráng trẻo nha anh em. Lâu lâu nó có vài vết chấm đen ha. Có thể sẽ thích vào loại. Rồi con này em để giá 120. Khóa 15 ly ha của KTC. N64 120. 65. Con KTC 16 và 18. Đây. 16 ly nha anh em và 18 ly, hai đầu miệng hết ha. Đó, dòng là 12. Rồi, anh em là thích cái con 16 và 18 này, N65 ha. N65 80.000. N66. Một con Cle 30 của Tone. Đây, con Cle đầu miệng đầu vòng ha. Của Tone nha anh em, Tone Tun này. Japan ha. Japan đây, đầu được cũng đẹp nha anh em. Đó. Này. Bên trong thì nó có những phần đen đen do mình để bãi lâu ngày thôi chứ đen cỏ nó còn ngon lành. Rồi cái khóa Tone này thì nó dài được là khá là dài nha anh em. Đó, nó dài được là 38 cm ha. N66 ha. N66 180.000 ha. N66 180. Tiếp theo N67 con Cle. Đó. Để lau cái nó ra cái màu sát thôi chứ anh em mình lau lại thì nó còn rất là đẹp nha. Đó. À, thấy không? Đầu nó còn ngon lành nè. Đó. Hai răng cỏ nó còn mới tinh đó anh em. Con này là của top ha. Japan nè, bên đầu ống đầu ống điếu này là số 10 và số 13, còn cái đầu miệng hở của mình là số 12 ha. Đó. Rất là xịn sò luôn cho nên mình xài. Một con Cle đuôi chuột của top. Con này còn khá là đẹp nha anh em. Đó, còn khá là đẹp luôn. N67 giúp em ha. N67. Con này 180. N67 ha, 180.000. Theo N68. Vô mẫu LED ha. Tiên con mẫu LED nhỏ của Aigo ha, 150 còn rất là mới này. Đó, nên mình sưu tầm đúng bài nha, dấu xích nội địa Nhật. À, Japan này, con này thì nó còn mới tinh nữa anh em. Đó, đúng không? Là anh em mình sưu tầm là đúng bài nha. Mới càng thiếu cái vỏ thôi ha. Con này giá 100. N68 ha. Mới tin luôn ha anh em. N68 100. N69. Con xa 200mm của SK11 ha. 200mm ha, thép alloy steel. Độ mới ngàm con này nó mở được là 25 ly nha. Đậu ngàm nó còn tráng đẹp này. Tráng đẹp. Rồi N69 ha. Cái này nó có tróc xi nhẹ này. 120. N69 120. N70. Con này của Lotter ha, xa 200. Xài nước thôi miệng mồm được còn rất là đẹp ha. Japan. Lotter ha, xa 200 mới ngàm được là 25 ly. N70. N70 120. N71 thì mình qua size 250 nha, xa 250 thì khá là nhiều. Đầu tiên một con Hero cũng mới tinh nè. Đó, giao dịch nội địa Nhật, anh em thấy nước xe cũng mới càng nha anh em. Xa 250. Hero giao dịch nội địa Nhật ha. Mới tinh. Đó, chưa có xài luôn nha anh em. Cái này thì anh em mình sưu tầm và đóng bài nha. Sưu tầm đúng mày. Con này giá 200 nha, còn rất là mới nha anh em, gần như là mới toàn luôn á. N71 200. 72 con Lotter.
Đây, da ben này nước xi đúng con mới đẹp này. Mua ngầm thì chỗ này nó có bị tróc xi nhẹ thôi chứ con này cũng chưa có xài luôn ha. Đó anh em mình thích thẳng nó tơ thì mình chốt ha, tơ dù tôm hùm. Những cái này anh em thấy ngoại hình nó còn rất là đẹp nha anh em. Size 250 thì cái độ mới ngầm của mình là nó mở được ấp 30. Nó còn mới nên là không có bị rơ lét gì đâu anh em. Con này là con trắng non này ha. Rồi. À, con này em để giá 180. N72 ha. N72 180. N73. Một con Lotter 250 nữa. Đó. Như nhau thôi, trong là nước xi rồi còn đẹp hết. Đó, thép CRMO. Mưa ngầm con này ha, người ta đó có xài lướt nhưng mà cũng rất là kích. Anh em mình thay thử mình hay xài thì mình chốt những con này vì mình xài rất là ngon nha, hàng của Lotter. Rồi, con mỏ lết size 250 của Lotter này N73 ha. N73 180.000. N74. Con này của Super ha, 250 luôn. Đó, tráng non đến nào hết nha anh em. Size 250 của thương hiệu Super ha. Này, rau rít nội địa Nhật Japan này. Môi ngàm nó còn đẹp nữa ha. Đó. Môi ngàm nó còn đẹp. Rồi anh em thích cái con 250 của Super này ha, N74 ha. 108 luôn nha anh em. 180.000 luôn. N74. N75. Con này Lotter đó anh em. Nói chung nãy Lotter không ha. Nó hiệu tôm hùm. Đó, ha, còn rất là đẹp ha, Saben 250. Đây, mùi ngầm luôn anh em thấy không? Chạy đường trắng non rất là đẹp ha. Đó, ngầm nó cứng cáp. Rồi N75 ha. N75 con này 180 luôn ha. Con này nó còn mới tinh anh em. N75 180.000. N76. Con này size 250 luôn nhưng mà cái dòng mỏ đất mỏng HE36 của top này. Saben anh em, mỏng nhẹ nhàng, dài 25 cm thôi ha. Nhưng mà cái ngàm của mình nó mở được 36 ly. Và nhỏ nhất của mình là 8 ly ha. Này thì miệng nó không có khít. Đó, miệng mồm nó còn đẹp nha anh em. Thấy không? Những góc cạnh này nọ nè. Bên trong có tróc xi đen đen thôi cho người ta xài thôi chứ còn ngon lành ha, của top. À, mở từ 8 ly cho tới 36 ly. Rồi anh em thích cái cây mỏ lết của top này mọi người chốt giúp em mã số là N76 ha. N76 giá 180. N77. Giờ mình qua hai cây 300 này. Con này của KTC nha, size 300 này. À, nên mình thích hàng của KTC mình chốt đó. Ngàm nó còn rất là đẹp nha anh em. À, nhìn thì nó không có mới nhưng mà nó rất là ok nha anh em. Đó thấy không? Mua ngàm rồi nè. Đẹp của KTC nha. Thương hiệu khá nổi tiếng. Sau rít nội địa Nhật này, thép alloy steel. Mua ngàm bên trong nè. À, mua ngàm rồi nói chung còn đẹp hết nha anh em. Rồi anh em thích cái con KTC này. Mọi người mình chốt giúp em mã số là N77. N77 ha. Con mỏ lết KTC này giá 270.000. N77 ha, 270. N78. Con này của top, à con này của Tone. Đó, Tone ha, rất là đẹp. Đó, Japan ha. Mới tinh. Chung là anh em mình sưu tầm cũng được. Ha, còn khá là đẹp ha, size 30. Rồi anh em thích cái con Tone này thì mọi người mình chốt giúp em N78 ha. N78 con Tone này giá 280.000 ha. Đây N78 280.000. Rồi N79, một cây các tôn của Mitsubishi ha, còn rất là đẹp luôn. Đây nước da đồ anh em mình xem này, của Mitsubishi ha. Da là trắng non. Vỏ màu cam ha. Vỏ màu cam. Đây. Cái đồ rất là bén anh em. Xem này, đó, các trái này, trái thanh táp hết ha. Đây. Cái giá như cái tô này nè, ha. Rất là bén ha. Đó. Đây là một sức. Đó,
xem con cát đồ ngon lành nha anh em, rất là bán đây ha. Rồi anh em thích cái kéo cát tôn của Mitsubishi này, nó dài tổng thể là được 25 cm ha, 25 cm N79 ha, 250.000 cái kéo cát tôn của Mitsubishi ha, N79 250. Theo N80 80 thì em vô cho mọi người máy cái đục nay đục khá là nhiều ha, khá là nhiều mà cũng rẻ nữa. Tiền con này là bán đục chính đi ha, dài 22 cm, đục Nhật ha, đây một chữ này 9 ly và dài 22 cm ha, N80 70.000 N80 ha, 70 N81 9 ly luôn, dài 22 cm luôn ha, logo một chữ. À, chung những con này là đục còn đẹp hết nha anh em, 70.000 N81 ha, N81 70, N82 tương tự 9 ly luôn, logo một chữ. À, dài là 22 cm luôn ha, N82 70.000 ha, N82 70, N83. Con này thì nó nhỏ này, tầm 2-3 ly thôi, nó có đầu mũi như này ha, đó nên mình thêm mình tức này. Đó. Đây dài cũng là tầm khoảng 22 cm. Con này giá 80 ha. Đó. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh em, N83 80. N84. Rồi 9 ly luôn ha. Chung là đa số là 9 ly không anh em. Đó, 70.000 ha. N84 70.000. N84 70. N85. Con này cũng còn đẹp nè. Đó, con này là đẹp nhất. Trang máy còn nãy giờ ha, bán được 9 ly. Con này giá 80 ha. Dài 22 cm có như này một găng tay của em nè ha. N85 ha, 80.000. N86. Con này nó có vỏ. Đó, 9 ly ha. Có cái vỏ đây nè. Đó, có cái vỏ nè, thì anh em thích cái con có vỏ này thì 90.000 ha. N86. N86 90. N87. Con này đục bán đục 12 ly ha. Đây nè, chữ Nhật nè. Bán đục 12 ly. Đó. Mũi nó còn đẹp ha. Rồi con này giá 90.000 ha, bán đục 12 ly. N87 90.000, dài 22 cm. Còn đẹp nha anh em. Đó. N87 90. N88. Con này bán đục 15 ly nha. 15 ly. Logo một chữ nè. Rồi con này giá 100.000. Bán đục 15 ly ha. N88 ha, 100. N89 thì con này là nó bự nhất luôn. Bán đục con này thì nó được là 42 ly nha, 4/2. Dài là được 30 cm nè. Đó, rất là dài dặn nha anh em. Cây đục bự ha, rồi cái này 108. Anh em thích cây đục bự này ha. N89 nha. Thép Nhật. N89 180.000. Rồi, tiếp theo N90. 90 thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vào kim. Đây một đống kim luôn anh em. Chung mà thanh lý luôn ha. Chung mà dùng rất là ngon nha. Đầu tiên vào mấy cái kim điện bự bự trước đi. Đây một con Victor này. Chỗ này thì nó kiểu bị rỗ nhẹ thôi, chứ còn lưỡi cát rồi còn ngon lành nè. Khít nè anh em. Ren kim nó còn đẹp nè, nói chung là người ta có xài rồi. Nhưng mà nó là cây kim bự nha, vỏ dài ha, vỏ dài cui luôn, cách điện ha. Rồi con kim Victor này nó dài được là 21 cm nha anh em. 21, 21.5 luôn, dòng kim bự nha.
Đấy. Đó. Ha, cắt rất là ngọt, làm sao? Đây, cắt vào luôn cái da nó có dính da này đó. Cắt còn sớt ha. Victor. Size bự ha, con này giá 200 nha anh em, 21 sang ha. Đó, này anh em mình dùng rất là ngon lành luôn. N90 ha, 200. Tiếp theo. 91. Con này cũng bự, size 19 ha, của thương hiệu Thuribit ha. Để mày kim đồng đẹp này. Đây. Vỏ là vỏ trơn ha. Rang kim nó còn ok nha, đó, có dập dập sơ sơ cho mình để bãi đâu ha. Đó. Cái ngọt này. Đó. Của thương hiệu Thuribit ha. Dài được là 19 sang nha anh em, 19 sang ha. 150.000. N91 ha. N91 150. N92, đây một con Fujiya bự có ép cốt nữa ha. Đây, mạch kim này. Fujiya nha anh em. Đây. Fujiya này. Thấy không? Vỏ màu cam, có ép cốt này. Lưỡi cát đồ ngon lành này, rang kim còn đẹp. Đó, chung là còn ok nha anh em. Rồi con kim Fujiya này nó dài được là 23 sang luôn nha anh em. Rất là bự ha. Đó, dài 23 sang này. Đây, cái rất là ngọt ha, nghe tiếng rất là ngọt này. Đây mình cắt luôn trong phần năng này ha, đây ha, dính như là mình cắt hết được hết ha. Đó, đó này không, cắt lần hai da luôn này. Ở đây này cắt lần hai da này ha, rất là bán nha anh em. Con này dùng rất là sướng ha, và nó dài 23 sen. Cái này em để giá 250 nha, 250.000 cho cái kìm dài 23 sen của Fujiya này ha. N92, N93. Cái kìm này của thương hiệu hãng Speed ha. Do dít nội địa Nhật này. Rang kìm này anh em thấy nó có xài lướt thôi, còn cao ráo đẹp. Đó, anh em mình thích cái kìm bằng nhỏ mình chốt giúp em con này. Đó là phần vỏ. Này. Ha, cái rồi ha. Còn ngon lành nha anh em. Rồi con kìm nhỏ này giá 80 ha. Con kìm nhỏ này giá 80, N93 ha. 80.000. 94. Tương tự con này của Bass luôn. Đó. Rang kìm nó có một có sử dụng nên có vết mòn mòn như thế ha. Và con nhúng. À, cát ngọt cho anh em nói không? Cát dính dài được ngọt nhưng mà rang nó hơi mòn hơn con kia tí. Con này giá 70 giúp em ha. N94 ha, 70.000, dài 16 sang nha anh em. Dài 16 cm. N94. 95. Qua đóng kim cắt. Con này của thương hiệu Thuribit ha. Đây, chi tiết mạch kim nữa ha. Dao dít nội địa Nhật này. Đó. Lưỡi cát ok này, lưỡi tuốt. Vỏ trơn có lò xo này ha. Đó, anh ha. À, tực tực ha, cát còn ngon lành nha anh em. Có lò xo bóp này. Rồi dài được là 16.5 nha. 16.5. N95 80.000. N95 ha. 80. N96. Cây kìm cắt này ha, này của Densan. Nó anh vệ sinh nó ba mấy chữ rồi. Lưỡi cũng dài dạng này. Đó, lưỡi thì anh em thấy là chắc nó chuyên cái kẽm lưỡi nó có răm răm nhẹ thôi. Nhưng mà sử dụng cắt rất là sướng nha. Đây. Xem ha. Đó. Đó ha, nghe tiếng rất là đã nha anh em. Tực tực ha. Rất là bán. Là nó cắt kẽm cái đồ rất là mạnh ha. Dài 16 sen luôn nha anh em. Đó, dài được là 16.5 luôn ha. Rồi, con này em để giá 80. N96 ha. N96 giá 80.000 ha. 96 80. 97. Một con kìm cắt, con này thì còn đẹp này. DUC ha, dao dít nội địa Nhật này. Ha, có lò xo bóp, có lưỡi tuốt, lưỡi cắt còn đẹp. Đó. Ha. Vỏ lành lặn, chung con này còn đẹp nè anh em ha. Các cái bao bán ha, rất là bán nha anh em, rất là bán luôn. Dài 16.5, 100.000 ha. N97 100. 98 KKR ha, có lỗ tuốt.
máy kim nó cũng đẹp này, tráng tráo đẹp trai. Những cái này anh em thấy không, cắt rất là ngọt luôn anh em, cắt rất là ngọt nha. Những cái này là bao bán cho anh em nha, 16 sen KKR thì hẳn lạ ha, 80.000 nhưng mà cắt rất là bán nha, nó 98 80 99. Này con này của hãng sale, hãng sale ha, để cắt cũng râm râm vậy thôi chứ cắt còn ngon lành nha. Đó. Đây ha, này tiếng cắt tực 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 ha, rất là đã, dài được là 16 sen ha. Rồi con này 70.000 ha, N99 70, N100. Con này của Topman ha, giao dịch nội địa Nhật, cũng rất là đẹp luôn, Topman ha. Lưỡi cát được còn ngon lành này, có lỗ tuốt luôn, máy kim được còn đẹp ha. Cát được ok ha, cái vỏ chỗ này nó bị quéo tí thôi, không vấn đề gì ha. Dài 16 cm, giá 80.000 ha. N180 N101. Con này thì của thương hiệu Trimax TTC, có lỗ tuốt nữa ha. Máy kim nó cũng trắng non. Cắt rất là ngọt nha anh em, dài 16 sen luôn. Rồi con này thì còn ngon đẹp ha, 100.000. N101 ha. 100. N102. Con này của thằng Đức này ha, Philet Carbony, nhưng cái lưỡi cát của mình anh em thấy nó hở hở như thế nào, nên mình là cắt kẽm ok nha, chứ cắt cái điện này được mà không có ngọt. Đây. Cắt cái điện không có ngọt anh em. Cắt được không ngọt nữa ha. Đó. Cắt ok thôi, không có vấn đề gì nha ha. Của Đức nha anh em. Của Đức, dài 16 cm, lưỡi dài. Rồi cái này thì em thanh lý luôn ha, cắt dây điện không ngọt nhưng mà lưỡi cát được còn ngon này. Rồi con Đức này em để 100.000 luôn. N102 ha. N102 100. 103. Con kiếm cắt bự của Mary này, này thì cái cốt nó hơi rơ tí này, đó, có bị lát nhẹ nha anh em, lát nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cát được ngon lành này. Đó, này cát lần hai dây này. Đó. Cắt được nha anh em, ngon lành đây. Cắt dây. Đó. Ok ha, Mary. Có điều cốt hơi rơ này không thích ha, nó dài 22 cm luôn anh em. Mary ha, về ngoại hình thì nó hơi cũ cũ như thế này ha, được cái nó bự thôi anh em, lưỡi cát thì không có mẻ. Rồi này chắc em thanh lý luôn, 120. N103 nha, 120.000. Dài 22 cm nha anh em, dài 22 cm. N103. N104. Cái kìm nhọn ha, thương hiệu Thuribis, trang kìm nó còn ngon lành nè, có lò xo bóp ha. Hãng của mình là hãng Thuribis ha. Cắt ok nha anh em. Rồi, thương hiệu Thuribis 80.000 ha, N104. N104 80. 105. Con này Fujiya ha. Có lò xo luôn. Lưỡi cắt vỏ mạch kìm luôn ok. Ráng kìm. Cắt ngọt cho anh em, nghe tiếng ha. Rất là đã, rất là ngọt cho anh em. Cái này thì cắt bao ngọt cho anh em luôn ha. Và dài 16 cm của Fujiya nha. Có lò xo. Rồi con Fujiya này em để 100.000. N105 ha, 100. 106. Tương tự, con Fujiya lò xo nữa. Đó. Bài kim đồng đẹp này ha. Giao dịch nội địa Nhật. Vỏ kim nó còn đẹp nữa ha. Các bao bán nha, những con này anh em thấy không? Các rất là bán luôn. Ha. N106 100.000. 107. Lại thử repeat ha. Thử repeat. Đó.
còn ngon lành nha anh em. Dài 16 sen luôn nha mọi người, 16 sen. Con thử lipid này N107 ha. N107 80. N108. Thương hiệu Trimax ha, Trimax Japan. Trimax Japan ha. Cách ok nha, lắm kèo. 80.000. N108 ha. N108 80.000. Rồi mã số cuối cùng. N109. Con này của Topman luôn ha, Topman giống như cái kìm cắt hồi nãy đó, cái kìm cắt hồi nãy ha. Ren kìm nó cũng đẹp nè. Thì hãng Topman. Ủa, cắt ngọt cho anh em ha. Đó. Cắt nghe cái tiếng rất là đã ha. Rồi con này 90.000 ha. N109. 90.000. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.